Chào mọi người, mình là Vũ, quản lý kỹ thuật của team công bên Kỳ Yến đây. Thì cảm ơn mọi người đã đến cây nông nghiệp sinh thái của mình. Thì clip này mình sẽ chia sẻ đến mọi người cái kiến thức, đây là các biện pháp áp dụng cây dẫn dụ. Thì có hai hình thức, đây là cây trồng cây ngắn ngày và cây lâu năm. Thì ngắn ngày trước đi, thì cái này thì ví dụ chung thôi, mình chưa đi vào chi tiết nhá mọi người nhá. Cái này thì mình ví dụ chung để mọi người có thể hiểu được các người ta làm như thế nào. Thì đầu tiên đó là trồng cái đậu nành chín sớm bên cạnh đậu nành chính vụ để nó tiêu diệt cái bọ xí xanh, bọ rùa ăn lá. Và cái thứ hai đó là người ta cũng trồng các loại lúa chín sớm hay lúa chín vụ để tiêu diệt bọ xí thôi, hay là người ta trồng hoa hướng dương vào đậu phộng để thu hút bướm sâu xanh hay là sâu khoan để đẻ trứng. Còn hoặc là trồng cái cải xanh hay mù tạt đấy, cải xanh mù tạt để hấp dẫn sâu tơ đối với bắp cải, khá là hay nhé. Rồi hay là trồng cây cà chua với bắp cải để hạn chế sâu tơ gây hại. Đó nghĩa là trồng sen vào là một luống, có nghĩa là một luống này thì bắp cải cà chua trồng sen vào để nó thu hút cái loại gây bệnh đến cây cà chua. Hoặc là trồng thêm những cái loài hoa mà có sức sống tốt, phát triển mạnh, đậm hương như cúc, cúc vạn thọ để thu hút các loài côn trùng gây hại đấy. Thì vườn mình đó là có trồng để thuốc tiêu trùng cho mọi người, và người ta cũng dùng dẫn dụ côn trùng bằng những luống rau thơm như húng quế, thì là bạc hà, xen giữa các vườn xà lách, bắp cải, su hào để chống côn trùng, để những côn trùng nó thấy thơm là nó bu vô đó trước. Hoặc là trồng hướng dương trên đầu các bờ ruộng để làm gì, để thuốc sâu đến đẻ trứng và diệt nó trên cái hoang dương, thì dễ diệt hơn lên cái bờ ruộng, lên cái cây lúa của mình nha mọi người, hoặc là vườn của mình. Rồi trồng sang tỏi với các loại rau khác thì để sao ta được thì để thu hút sự tấn công. Ngoài tấn công một cây rau thì nó sẽ tấn công một cây tỏi, như các loài côn trùng như bọ cánh cứng, rồi ruồi hay bướm đêm, hay là trồng cây đậu Hà Lan hoặc là đậu lêu sang canh theo từng hàng, đậu mứt xung quanh ruộng để bảo vệ cà chua, khoai tây, bắp cải không bị nhện đỏ tấn công. Thì đó là những cây ví dụ về những cái cây ngắn ngày. Thì về cây lâu năm thì trồng tao sang ổi và vườn cây có múi để hạn chế rầy trồng cánh. Đây là vườn mình là cây có múi này, là mình trồng cây ổi này để hạn chế rồi chân cánh. Thì mình thấy có hai loại, đó là ruồi vàng ngồi này trong cánh, là cái loại gọi loại gây truyền lên cái bệnh môi giới, truyền bệnh Ri-nin. Thì ngồi ra thì có còn cái ruồi vàng nữa, và trồng cúc vạn thọ, cúc Ấn Độ lạc dại với mục đích là xua đuổi tiếng trùng ký sinh trong đất, trong rễ cây cà Thì phê. Ra có trồng cây cỏ sữa giữa cây lương thực để thu hút rệp tấn công vào cây cơ sữa, chứ không phải là những cây lương thực chính của vườn mình. Thì đấy là cây lâu năm, còn cây ngắn ngày thì mình cũng giới thiệu rồi. Thì đó là hai hình thức áp dụng đối với cây trồng dẫn dụ cho mọi người, thì có hành hai hình thức chính như thế. Và clip này thì mình sẽ giới thiệu chung với mọi người biết trước, còn chi tiết thì sẽ làm ở những clip sau nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem hết clip này của mình, và hẹn gặp mọi người những clip sau của mình nha. Chào mọi người nha.